bác là chị dẫn tôi hướng dẫn cách dùng Mixer, bàn Mixer. Xin giới thiệu với các bạn, đây là bàn Mixer Yamaha MX600. Đây là một loại bàn tương đối cổ nhưng mà âm thanh của nó thì rất là tuyệt vời. Bây giờ chúng ta sẽ đi dần từng bước một. Một là có 4-6 cái đường này, gọi người ta gọi là đường mic, gọi là balancer, tức là khi người ta cắm cái chân sắt ba chân thì âm thanh nó sẽ rất là đẹp. Và cái đường dưới là đường unbalanced, tức là âm thanh cũng vẫn là đường mic nhưng mà nó không được hay lắm. Thì đấy là 6 cái nút ở trên. Về phía bên này thì có hai đường mid out, tức là hai đường để chúng ta đưa ra các cái cục công suất. Đây cũng có cái đường unbalanced, hai cái đường unbalanced dùng jack 6 ly nhưng mà nó cũng không được tốt lắm, mà nên dùng cái jack này để tốt hơn. Đây là đường monitor, bao gồm có thể là chúng ta dùng cái monitor này để chúng ta dùng cho loa kiểm tra. Đấy, người ta gọi là ASUS in cũng được, hoặc là monitor gắn cái này đều vào được cả. Và đây là đường retune, tức là chúng ta sẽ dùng cái đường cái cục vang bên ngoài mà không dùng cái cục vang bên này, thì tức là dùng cái cục vang ngoài nó sẽ rất là tiếng, nó sẽ rất là hay và chúng ta chỉnh được. Thì nên người ta dùng cái retune là vậy. Hệ thống bên này thì chúng ta có hai đường, một là đường trên là đường reg out, reg out. Đường reg out là khi chúng ta muốn thu thanh hoặc là ghi lại một cái những cái tín hiệu gì đó để đưa sang cassette, hoặc là đưa sang nói tóm lại dùng để ghi âm cái những cái tín hiệu, mà có tất cả những tín hiệu có trong bản mixer này. Và đây là hai đường play, tức là chúng ta có thể cắm cái quay đĩa hoặc là đầu đĩa hoặc là điện thoại các thứ vào cái đường play này bằng cái jack hoa sen. 6 cái jack này trên hệ thống này thì tôi đã nói qua. Về phía dưới, một là ở các cái đường mic này thì chúng ta thấy có một cái công tắc, khi mà cao lên như thế này thì cao lên như này thì người ta gọi là cắm vào mic để sử dụng mic. Và khi chúng ta ấn xuống thì chúng ta được dùng đường line in, tức là đường quay đĩa. Chúng ta có thể cắm cái đường quay đĩa vào đây, đường quay đĩa hoặc là đường các cái tín hiệu khác vào đây và dùng hệ thống line in này thì tiếng nó sẽ hay hơn. Nếu như chúng ta cắm vào đây mà chúng ta để lên mic thì nó vẫn bắt được nhưng mà tiếng sẽ rất là xấu. Cái speaker mic này người ta gọi là gain, tức là để chỉnh cái độ nhạy của micro khi ta bắt. Cái này thì người ta gọi là check. Check thì chúng ta thông thường chúng ta dùng check thì đa số người ta dùng ở mức độ đây là để thay chỉnh bass check. Và cái này để chỉnh chung, tức là chỉnh các cái tiếng chung. Và cái này để chỉnh trầm. Cái này là chỉnh cho loa monitor, tức là cái hệ thống monitor này được phát ra. Khi mà chúng ta nói về cái muốn cho monitor kêu thì bắt buộc chúng ta phải chỉnh đây, thì hệ thống monitor ở đây nó mới có tác dụng. Đấy, thì là khi chúng ta không chỉnh cái đây là không có. Và đây là effect. Effect thì chúng ta đây có một cái đường effect để chúng ta chỉnh cái độ lớn của effect, bao gồm có vang này, có các cái diatonic, tất cả các thứ nó ở nằm trong vị trí này. Và đến chỗ này là cái ban, tức là chúng ta chia vế nọ sang vế kia. Ví dụ chạy một vế loa, chạy hai vế loa, chạy chung cả hai vế. Và đây là cái đường để chúng ta dùng cắt, đồng thời cũng là chuyển cho tai nghe. Nếu như chúng ta không ấn cái đường này thì đường phone này sẽ không có tiếng. Chúng ta mở lên như thế này thì đường phone không có tiếng. Và đặc biệt là những cái phòng thu người ta hay dùng cái này, cho nên người ta phải ấn cái BFL này thì cái đường phone này mới có tiếng. Và đây là volume cho cái. Như vậy là hệ thống này gồm có 6 đường giống nhau như đúc, chúng ta đều sử dụng giống nhau như đúc. Nhưng chúng tôi muốn nói với các bạn một điều này, tức là những cái này dùng để chỉnh bass check, nhưng mà chúng ta không dùng để chỉnh bass check mà chúng ta nên dùng để cắt tần số. Để cắt tần số, thí dụ những tần số xấu thì thông thường là những tần số từ 500 đến 1000 của trung này, này là nó rất là xấu, cho nên ta phải cắt cái tần số 500 đến 1000 đi. Cái chỗ này là cái check này chúng ta nên dùng nó từ tần số tầm khoảng độ từ 1800 cho đến 5000 là âm thanh nó rất là đẹp. Cái tần số bass thì chúng ta cắt hết cái tần số bass từ vị trí 80 xuống đến 0. Chúng ta chỉ lấy từ 80 đến 100 đến 250 thì chúng ta dừng lại. Thì cái là đấy là hệ thống đấy. Sang bên phía bên này, cái graphic này nó cũng thế. Nhiều người đã nhầm to, tức là chỉnh cái này lên tức là bass kêu, nhưng mà thực ra chúng ta đưa tiếng ồn vào chứ không phải là ấy. Chúng ta nhìn đây nó có cái hệ thống là 63 kHz, ta kéo hết xuống. Kéo hết xuống thì tiếng bass vẫn còn nhưng mà nó sẽ không bị ù cái tiếng ồm 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 của bác. Cái 180 kHz ta đẩy lên một chút,
cái 400 kHz này xấu, tiếng xấu, ta kéo xuống. Cái 1000 kHz ta kéo xuống 250 kHz, hay ta đưa lên một chút, 6300 hay lên một tí, và 10000 thì nó cao quá cao, ta đưa xuống một vị trí bình thường. Như vậy là cách chỉnh này người ta gọi là cắt những cái tần số xấu. Đấy, cái sau ta cũng như thế, người ta gọi là cắt tần số xấu, chứ chúng ta rất nhiều người nhầm là để sử dụng nó để chỉnh bát check, và đấy là một sai lầm lớn của những người làm âm thanh. Cái này là hai cái hệ thống để chúng ta tăng giảm cái volume của phải trái volume của cái hệ thống đưa ra loa. Cái này của cái hệ thống, tức là cái hệ thống của hai cái anh cái left right này. Đấy, thế là volume đúng chính. Anh này là của monitor, tức là cho monitor to lên. Anh này là của effect, tức là cho vang miếc các thứ, rồi diatonic các thứ lên được cao, thì ta dùng cái này. Hệ thống bên này là hệ thống dùng cho hệ thống vang này này. Thì thông thường người ta, nếu các bạn cứ để bình thường như thế này, vang nhiều vang ít. Thế như thông thường ấy thì vang của tiếng trầm nó rất xấu, người ta cắt đi. Vang của tiếng chép thì người ta để ở mức bình thường. Và đây là vang của phone, cái volume của phone, tức là cái phone này chúng ta để volume lên là này. Như vậy là effect chúng ta bên hệ thống bên này, chúng ta có hệ thống effect để gửi sang một số cái khác, và đây là ấy, toàn bộ hệ thống chúng ta sử dụng như là như vậy. Phía bên này thiết bị, phía bên này là có hai đường ra loa. Đây chúng ta nhìn này, một là vế phải A và vế trái. Đây là vế phải A này, vế trái A này. Đây là loa 4 ohm, ở đây là loa 3000W. Vậy như vậy là đồng chí Hải Anh vừa rồi cắm như thế này là nó chỉ ra một vế thôi. Bây giờ một vế không kêu, bắt buộc chúng ta phải cắm như thế này thì nó mới ra hai vế. Xong chưa? Đây là công tắc để mở. Thế và đặc biệt là khi mở một thời gian mà ta thấy cái quạt nó không quay, tức là quạt đã cháy, thì rất nguy hiểm, người ta bắt buộc phải thay quạt khác. Hết. Các bạn vừa ấy được nhạc sĩ Lưu Ngọc Trấn, anh là một người có phòng thu và rất am hiểu về mixer, các bạn chỉnh nhạc của Yamaha. Hôm nay anh đến nhà chơi và hôm rất vui là được anh hướng dẫn cho, chứ có cái này mà biết lùng biết khổ. Hôm nay quay cả những clip này đưa lên cho các bạn, ai có bàn mixer thì cứ chỉnh đúng như những cái gì mà anh vừa chỉnh vậy, mình có thể xem clip được quay chỉnh đúng căn thì anh sẽ được một cái tiếng hay đúng với phòng thu mà xin chấn thành. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.